Ngoài đường phố đã khuya, trời càng tối gió mưa nhiều. Mình gặp lại nhau, mang tâm sự đầy vơi, để ngàn thu vĩnh biệt vì ngày mai em theo chồng. Khi ngày vui nhắn đời xanh vai chồng lên xe, xin anh đừng mỉa mai em làm gì. Đời người con gái bước vào yêu bao mộng đẹp, thời gian qua dần biết bao chuyện không ngờ. Khi cuộc tình tan vỡ đâu trách ai phụ lòng. Trời mưa đã tạnh, dù đường phố vắng tanh, đừng ngại có anh đưa về. Mộng đẹp chúng tôi coi như ảo mộng thôi, để ngàn thu vĩnh biệt thôi nhé đường. Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thanh Tâm Audio. Trong cái lô hàng mà cập nhật phục vụ các bác trong cái đợt trước Tết âm lịch năm 2022 thì bên em chuẩn bị về hàng rất là nhiều những cái dàn mini với cái mức giá dưới 10 triệu các bác nhé. Vì thế cho nên là nếu bác nào đang quan tâm tới những cái hệ thống mini dưới 10 triệu thì đừng quên ấn đăng ký kênh YouTube của Thanh Tâm để có thể cập nhật được những cái bộ dàn về sắp tới đây. Rất là nhiều model này các bác nhá. Bộ dàn chiều nay em giới thiệu tới các bác là một bộ dàn đến từ thương hiệu Onkyo. Và đây cũng là một trong những cái bộ dàn mà em sẽ sale off với mức giá rất là tốt cho các bác tiếp cận. Đây là Onkyo CRN755, một trong những hệ thống Onkyo CR được nâng cấp so với những cái phiên bản đi trước, đó là D1 LTD hoặc là D2 LTD. Bộ N755 này về hàng với hình thức khoảng ampli rất là đẹp các bác nhé. Ampli thì như mới nhưng mà cặp loa sẽ có rất là nhiều sức dăm. Mức giá em sẽ sale off cho bộ này là 8.500.000 các bác nhé. Còn bình thường hàng Onkyo N755 này mà hàng đẹp thì chắc chắn là không có dưới giá dưới 12 triệu đâu các bác nhé. Hàng về bao gồm một ampli và một cặp loa. Loa thì cũng về đầy đủ e căng, tuy nhiên thì hình thức loa hơi xước một chút. Em sẽ quay chi tiết cận cảnh của bộ này để các bác cùng nắm bắt được hình thức, cũng như là với cái mức giá 8 triệu 5 thì đây có là một trong những cái bộ dàn rất là hay, một món hời luôn đấy các bác ạ. Chiếc đầu ampli số Onkyo CRN755 tích hợp CD, USB đọc flash wireless và có thể làm DAC cho hệ thống âm thanh khác. Bình thường như một con ampli này đã bán lẻ không đã là 8 triệu rồi các bác nha. Nhưng ngày hôm nay em bán cả bộ luôn, cả loa luôn là 8.500.000. Các bác có thể nhìn thấy cái hình thức ampli là sẽ có một cái ampli màu đen này, mặt trên này các bác có thể nhìn thấy rất là mới và đẹp, không có sức răm gì cả. Phía sau của ampli thì các bác sẽ có những cái thông tin như sau: cầu loa dạng bắp chuối này, hỗ trợ cả mạng USB phía sau, có đường line in và đường line out để làm DAC cho bộ khác, có cả optical và coaxial in đầy đủ hết. Nguồn điện sẽ là 100V, đây là thế hệ mới của Onkyo. Cặp loa mà các bác đang nhìn thấy là cặp loa Onkyo D112EX. Và cặp loa này nếu mà hàng đẹp thì sẽ có mức giá là 8 triệu. Vậy tổng thể bộ dàn này phải lên tới mức giá 16 triệu luôn này các bạn. Tuy nhiên thì cặp loa này về hàng có những sức răm bên hông này. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Sức răm bên hông. Đó, đây có một vết cấn này. Rồi, bên này thì tương đối đẹp. Bên này sẽ có sức răm. Đó. Em sẽ sale off với mức giá là 8 triệu 500 nghìn cả bộ. Đó. Loa sẽ dùng hai driver đường tiếng màng bằng giấy này, gân bằng vải. Chúng ta cũng sẽ có một cái chop của bass hình đầu đạn và chép cũng như thế. Loa về đầy đủ e căng. Con này rất là hay. Không có khi điều khiển, nhưng mà chúng ta cái tính năng rất là quan trọng của một cái bộ dàn mà khi mà không có điều khiển thì sẽ bị thiếu, đó là tính năng bass chép. Nhưng con này được tích hợp luôn khả năng tinh chỉnh bass chép ngay trên mặt máy luôn. Đó. Vì thế tất cả những cái thao tác của các bác chỉ cần những cái phím cứng trên mặt máy là đủ rồi.
Bộ này thì sẽ chơi nhạc trong không gian khoảng 20 đến 25 mét vuông. Nguồn nhạc vào sẽ từ CD, USB và giải mã từ Smart TV. Các bác có thể mua thêm bộ thu Bluetooth để gắn cho cái bộ dàn này. Mức giá của Onkyo CRN755 là 8.500.000 các bác nhá, chỉ có một bộ duy nhất thôi. Bộ này thì các bác chơi nhạc vàng cũng hay mà nhạc Âu cũng rất là hay. Đây là một trong những cái thế hệ mới của dòng Onkyo CR, được phát triển từ D1, D2, D1 LTD, D2 LTD và đây là cái phiên bản N755, là cái phiên bản tích hợp network. Tích hợp network thì khi các bác cắm mạng thì các bác cũng có thể cài app trên điện thoại cũng như là truyền DNA sang cái bộ dàn này. Cặp loa đi theo dàn là cặp 112EX màu đen. 8.500.000 em nhắc lại các bác nhá. Và với cái 8.500.000 thì các bác đã có một bộ dàn mini để chơi hay ở trong không gian khoảng 25 m² trở lại. Và cũng có thể tận dụng cái đầu ampli này làm con DAC phát từ CD, từ giải mã TV, từ USB xuống cái bộ dàn lớn của các bác. Gặp gỡ chi rồi thoáng tựa chim bao, tình anh như áng mây cao, tình em như ánh trăng sao, cớ sao mình chẳng được gần nhau. Cuộc sống kim tiền chia cắt đôi ta, bạc trắng đưa hồng nếu đời thêm. Đường anh sương gió bao la, đường em theo gấm theo hoa, đớn đau này muôn kiếp không nhỏ. Hè nước nhau chi cho một người ôm mối hận, nhìn theo một chiếc xe hoa. Qua cầu thì hợp tan duyên số mà thôi, một bước xa rời muôn kiếp ly ta, một cánh thì không khiến người sang ngang. 12 bên nước thênh thang, từ đây đôi néo quang sang, khóc cho đời bạc trắng. Chàng năm biết có duyên gì, giang chuôn nếu
có qua cầu thì hợp tan duyên gió mà thôi. Một bước ta rời muôn kiếp ly tan, một cánh thiệp hồng tiến người xa ngang. 12 bên nước thênh thang, từ đây đôi neo quang sang, cốc cho đời bát trắng lứa hồng. 12 bên nước thênh thang, từ đây đôi neo quang sang, cốc cho đời bát trắng lứa hồng. 12 bên nước thênh thang, từ đây. Ok, bộ Onkyo CR 755 với mức giá sale off là 8.500.000 các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.